ngày hôm nay. Vâng, Pan trận đấu đầu tiên. Vâng, Pan này dịp. Zoconta. Yuri Rogan. Donna E. Alamaz. Rogan. Alamaz. Alamaz. Rogan. Alamaz. Homus. Alamaz. Homus. Donna E. Alamaz. Alamaz. Kokuma. Alamaz. Alamaz. Vâng, trận đấu tiên là Pan về Zip rồi. Hàn của Bách về Zip đến từ game thủ truy game thủ Chiboy. Với cái lịch buổi sáng là cái lịch gần như đã bây giờ đã là cố định rồi. Bây giờ kèo sáng sẽ diễn ra. Nên cũng rất mong mọi người thôi. Nếu mà có thời gian chú ý có thể để ý và theo dõi. Mình không anh em nào đi bận đi làm hay là có việc gì bận thì cũng phải thông cảm. Vì tầm sáng bây giờ là cũng tương đối là ít người theo dõi rồi. Rồi xin chào Nguyễn gì đó. Chào lọ mọ. Bỏ quay trở lại với diễn biến thôi, đây là chiếc cát đầu ăn cùng với bảy yêu năm con. Có một con voi anh đưa bê đi trên cầu bãi quả phụ. Xin chào anh Nguyễn Đình Đạt nhá, nói chung anh không buổi sáng xem kèo thật là vui vẻ. Bãi quả phụ thì nhìn đang có 5 cây rồi, hy vọng nó sẽ là bãi quả phụ nhiều hơn 5 cây. Tầm 6 cây thì đẹp nhất. Bảy yêu làm một con voi và bãi quả phụ 6 cây thì mắc ba lê. Vâng, vậy là hai bãi quả phụ coi như là mắc rồi. Pan hai quả phụ dành cho Bách ngay trận đấu đầu tiên. Bên kia là Zip đến từ game thủ Chiboy, một đội quân mà nếu mà bình thường ra bài bờ bình thường ra thì nó có thể là nếu mà bài nó đẹp thì khả năng cao nó sẽ đỡ được. Nhưng đây là bài của 6 cây và bên trên kia còn nguyên quả phụ 5 cây nữa dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Bài của anh như vậy đã ổn vòng một phát, bỏ ra 4 con nông dân ở trong kia. 47 75 dưới tầm 300 thực trong đó. Rồi 7-26 với 2-19 nông dân của Pan. Với từng đề nông dân khai thác cái bãi quả này thì nhanh thôi, sẽ nhanh thôi, thực sẽ dồn lên rất là nhanh khi Pan là có loại dân khai thác quả là cực kỳ nhanh. Đang chỉnh những đơn vị nông dân lại ăn cho nó mắc pin. Vâng, vậy là hẳn còn hẳn một bầy yêu bên trên kia và chip boy đó bài cũng có 16% thì phải và 25 nông dân. Vâng, chip boy là một game thủ cũng thuộc cái lứa 96 và hiện tại đã có phong độ tốt. Hôm trước thì Bách vừa mới solo thắng được game thủ nông một với một cái kết quả mà tương đối là căng thẳng, đó là thua 2 xe đầu nhưng lại bật được 3 xe về sau. Mãn nhãn với kèo đấu solo vậy, hy vọng hôm nay anh vẫn giữ nguyên được cái phong độ. Hôm qua thì cùng Hà Nam đánh với Game TV và chúng ta cũng có một kết quả hòa. BM và đây là BL bỏ ra sẽ kích đầu vào tầm 10 sớm với bộ bài Pamina này. Rồi 10-08 thiết kế nông dân vào bãi vàng, sau đó những con nông dân này sẽ đi dần về trên kiểu nguyên bảy hiệu.
chiếc BS nhân đôi. Tiếp theo. Vâng, đây là nhà game thủ chị boy một tình huống đi dò gần như là thẳng gang luôn, rất cẩn thận khi lưng giáp trước. Có dò dành cho chị boy không hề đơn giản, một bài chị boy lên đời cũng không muộn được chúng ta làm mấy, một bài kích cũng kích trong 10. Người chia sẻ cộng 1 à, và cái này thì không có nhé. Người chia sẻ xong lên được fan cứng. Trời ơi, bài zip này cũng không hề đơn giản đâu. Mọi em có thể nhìn thấy trên map rất nhiều voi của game thủ chip boy làm xuống. Xin chào anh Đức Giang nhá. Người thả ra 4 con voi cũng đã lên đời. Vâng, hiện tại thế trận đang là cân. Chip boy một bài cũng có voi hiệu quả các kiểu. 4 con voi về dành cho người cầm màu 1 này. Chắc chắn sẽ có thủ về dành cho chiboy rồi. Ồ, không phải hòa thân đâu anh Nguyễn Đẹp ạ. Rất tiếc. Không phải. Chiboy nó muốn khung nhà vào thì phải. Đứng chém thủ. Có P là cái điều chắc chắn rồi. Bạch không hề vội và chuyển sang hôn mã. Không hề vội và chuyển sang hôn mã. Vẫn đang ra thêm ruộng, tham này hiện tại đang là 29. Đã là 20A và 10L. Vâng, phù sẽ đứng sâu bên trong. Chết giò dành cho người cầm bộ môn này. Không hề đơn giản. Ra thêm một cái ruộng nữa. Đơn vị hồn mã đang là rất nhiều. Lừng giáp. Boy đang đứng toàn bộ đơn vị quân này kê. Vâng, chúng ta muốn lo vào tình huống này. Đã tăng lên nhà bè thứ 3. Đó cần nâng công không anh? Vòng người hỗn mã sẽ đối đầu với hỗn đà kẹp thì những con đơn vị đó là những con chọc đơn của Egypt. Và quân những con loại chọc đơn tương đối tuyển. Chị boy gần như đang đánh chân lực đứng ở nhà. Lo tình huống nếu mà người ta sẽ làm cái tên mình ra không. Tham lai là 50 cho những người cấp 3. Ngay trận đấu đầu tiên rồi. Con một đà kẹp tìm vào những con cung rồi. Egypt đang rất khỏe. BA thứ tư thiết kế.
Vâng, hiện tại người mà một đấy đang toàn tập ở nhà, không hề đi đâu cả. Rất chắc bài, những người thủ chỉ bò với một bài đẹp. Nên là cũng không hề muộn. Chốt đà quá khỏe. Với dịp chúng ta cũng là hôn mã thôi, nhưng mà những con lạc đà nó ra nó cản mà. Cái thì cũng là tuyển sau đó bắn. Lưng chặt qua, và nếu có điều kiện thì sẽ là cái BBC lưng cái đầu máu nữa. Khi lượng thật thì đồ của anh cũng đang sắp đủ rồi. Ban thì cái do đơn vị vị dân của nó không được dùng rất là đắt thôi, được khả năng phát triển nó không tốt, không hiện tại sẽ yếu hơn phù với khả năng phát triển. Sau khi đó một cái tham lai xem nào. Đấy, còn Honda của nó thực sự quá khó chịu. Năm 2 trên mùa 80 quá đủ rồi. Chị Boy đang có những tình huống đi quân nè. Sẽ đánh tầm 4 nhà BL và sẽ có cả lạc đà ra nữa. Rất đông quá. Có một con lạc đà này. Cả đầu màu muốn leo lên một tôi 1000 gỗ rồi. Người ta muốn đi một tôi ảo, một tôi rất ảo trong tôi này. Sáu mươi chín, còn tôi này sẽ lọt vào. Chỉ coi là mang rất nhiều quân ra để sửa. Vâng, người ta có một tên đáp trả và một tên đi quân vào nhà kịch của Hoàng Mai Nhi. Vâng, thực sự cô đã tương đối nhiều. Thủ dân sẽ tiếp tục sau quân, cố gắng đỡ trong cái tên này. Những trường hợp mất nhiều dân nhất có thể. Đã là cung rời ra 4 và đầu máu rồi. Trong khi đấy cũng là cung rời Egypt. Chưa cần nó máu thôi, nó là 93 máu rồi, rất là khỏe. Dành cho cung đoàn của Egypt và khi đã lên được nó máu thì là 106 máu. Và cung đoàn sử rất là khác biệt. Chị Bòi đánh tương đối chuẩn bài, đứng nguyên tại nhà. Đứng thế bài mà mình được không hề muộn, có với người thủ Hoàng Mini. Và anh quyết định đứng ở nhà, sau đó là ra dựng ra quân. Và mới lại thế về quân, lại thế về phát triển, chị Bòi không hề vội vã. Mặc dù bài chúng ta vẫn đẹp, nhưng mà các bạn không kém. Đúng 2 trên 84, thằng này vẫn đang co.
vẫn đang rất quang, nhưng cùng đời thì thực sự là khác biệt. Mặc dù cùng đời cả đã 80 máu rồi. Ôi. Vâng, một trận đấu mà game đồ chị boy lên đời cũng không hề muộn một chút nào cả. Vâng, và tỷ số là 0-1 cho game đồ chị boy trong trận đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Egypt mà Egypt này kinh quá. Sang nhà vẫn đang ăn voi.